Tôi không đùa với các bạn ấy khi mà tôi bảo ấy là nó không phải là quá điên rồi nếu như mà chúng ta nghĩ đến cái việc ấy là Chelsea cần phải mua Harry Maguire. Không quá điên rồi đâu. Chelsea hiện tại đang thiếu trung vệ khá là trầm trọng đấy. Đối với tôi ấy khá là trầm trọng. Ok. Khá là trầm trọng. Wesley Fofana vừa rồi ấy, nhận một tin rất là buồn là bị chấn thương và nếu như mà bạn phân tích cái tiền sử chấn thương của Wesley Fofana ấy, thì trước đây ấy, cầu thủ này đã rất hay chấn thương đầu gối rồi nhưng mà ông Chelsea tôi không hiểu như thế nào ấy, mà vẫn quyết định là chịu rủi ro và vung ra một cục tiền khổng lồ thưa quý vị và các bạn để mua Wesley Fofana về sau đấy là cũng vẫn bị chấn thương rất nhiều và bây giờ đầu mùa giải lại bị chấn thương tiếp đúng không cái vấn đề ấy, của Wesley Fofana ấy là cầu thủ này không giữ được thể trạng tốt để có thể đá cho đá cho câu lạc bộ phát tôn bảo là lần này chấn thương ACL thì thấy mất gần hết mùa giải đấy thì hiện tại ấy, rất nhiều người bảo thế đúng không Hiếu Nguyễn nói rất chuẩn là Thiago Silva nữa hiện tại là đang 39 tuổi Thiago Silver sẽ không thể nào mà đá chính một cách đều đặn và thường xuyên được Ok Và nói thẳng luôn Thiago Silva không thể nào đá ở một cái hệ thống back four được Thiago Silver chỉ có thể đá được một cái hệ thống back five mà thôi Thì lúc đấy tận dụng kinh nghiệm của Thiago Silver Ok Tiếp Kulidu Kulibali Kulidu Kulibali vừa mới rời Câu lạc bộ và được bán đi sang sao đi Đúng không <cười> <cười> Xin lỗi Thì Cái vấn đề cái tình trạng của Chelsea bây giờ này, này hiện tại còn ai Hình như là có một ông trẻ nào đấy, tôi quên bánh tên rồi vì Bây giờ nhiều tên quá, ở Chelsea tôi cũng không nhớ được ai nữa Có thêm cái ông um, Monaco mà trước đây mà mua được link ấy Patashield Ok Đây có lẽ là hai trung vệ chính của Chelsea bây giờ Cowell à? Trung vệ. cảm ơn nhé Badashir với Cowell đúng không? Thì làm sao? Chelsea thực sự ấy đang gặp một khủng hoảng về trung vệ Chúng ta có Harry Maguire à? Hiện tại ấy, Nhưng mà Chalobah thực sự đối với tôi không phải là quá gọi là <laughs> Đáng tin cậy đâu Cầu thủ này tôi nghĩ là cái trần không không đủ cao đâu Ok à, cái vấn đề ở đây này là thế này này chelsea cần đem về một trung vệ hiện tại chelsea đang được lĩnh với Disasi, đúng không nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy là ông chelsea ấy đang dây dưa với cái thương vụ Moises casado quá lâu và không thể nào mà nhảy sang cái thương vụ Disasi được cái này là cái khủng hoảng mà chelsea đang gặp phải dưới góc nhìn của một người ngoài nhìn vào nhé tại vì vừa rồi ấy, cái thương vụ casado của chelsea ấy, 70 triệu bị từ chối oh my god đây là một cái cầu thủ ấy đá bên cạnh ông nào đây là cái cầu thủ ấy Mà đá bên cạnh ấy Ai? Đá bên cạnh ấy McAllister McAllister có một cái điều khoản Ở trong hợp đồng ấy Là bảo là 35 triệu ấy Trả phát thì sẽ đi luôn McAllister được đi đến Liverpool xây đâu không có cái điều khoản đấy Moses Corsair đâu không có điều khoản đấy Chelsea sẵn sàng vung 70 triệu Có nghĩa là trước đây ấy Các bạn nên nhớ ấy là hồi tháng 12 à hay tháng 1 à Um, khi mà Arsenal muốn mua Moises Casado ấy cũng định vung 70 triệu nhưng mà Brighton từ chối. Bây giờ à khoảng 6 tháng sau Chelsea vung 70 triệu, Brighton cũng tiếp tục từ chối. Có nghĩa là phải lên tầm 75 80 triệu thì mới chịu mới chịu bán Moises Casado. Chelsea đang bị trì hoãn tất cả mọi thứ vì cái đấy Chelsea chưa tiến hành cái vụ làm sao? Chưa tiến hành cái vụ cái vụ Disasi được nếu như một ai khác mà nhảy vào mà mua đi ấy Mà tôi đang nghĩ là thế này nhé Khéo ông mở u, ông ấy liều ăn nhiều một quả Ông ấy nhảy vào, ông ấy mua DeSarcy phát đấy Là Chelsea khéo phải mua Harry Maguire <laughs> ôi, ôi. Kiểu bây giờ à Không mua Harry Maguire à Vậy thì à, tôi nhảy vào Tôi mua luôn cái option duy nhất hiện tại mà bạn cân nhắc Để bạn phải mua Harry Maguire Tất nhiên đấy là trên chuyển nhượng nó không rõ ràng đến cái mức đấy đúng không? Nó không nó không gọi là hiển nhiên đến cái mức thế và nó không dễ hiểu đến cái mức thế nhưng mà ý tôi ở đây là sao ý tôi ở đây là cái vụ Moises Casado hiện tại ấy, nó đang trì hoãn Chelsea để có thể làm sao chốt được cái thương vụ Disasi và lo được cái bộ phận trung vệ và làm sao và bây giờ à, chúng ta cũng có một trung vệ mà hoàn toàn có thể đến chelsea được harry maguire sẵn sàng rời mạng united mu sẵn sàng bán harry maguire và chelsea mà cần một trung vệ tôi xin lỗi y. chelsea ấy, hiện tại không ở một cái vị thế mà đòi hỏi một trung vệ world class được sự thật là thế nói thẳng một cách một cách phũ phàng chelsea xếp thứ 12 chelsea bây giờ à, đang gặp rất nhiều khủng hoảng khác nhau và chelsea cần một trung vệ nếu như bạn có một trung vệ ấy, mà đều đặn ấy đá một cách ổn định là một trung vệ top 4 không phải là một trung vệ vô địch gì nhé đây là một trung vệ top 4 đây là một trung vệ đội tuyển quốc gia anh đây là một trung vệ ấy, nếu đá đúng hệ thống ấy thì vẫn có thể phát huy được đây là một trung vệ ấy, mà biết thế nào là sức ép để đá cho một câu lạc bộ lớn ấy thì tôi nói thật với các bạn ấy đừng có nghĩ là cái connection này, cái mối liên hệ này ấy, là hoàn toàn là ảo tưởng. Đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thôi. Đừng có nghĩ là cái connection này là là hoàn toàn là ảo tưởng. Ok? Tôi nghĩ là Chelsea có thể sẽ cân nhắc mua Harry Maguire chẳng hạn. Và sau khoảng hai mùa giải khi mà ổn định hơn ấy, đều đạn vào được top 4 rồi ấy, thì lúc đấy Chelsea hướng tới những cái lựa chọn nào mà nó đắt đỏ hơn và nó chắc chắn hơn và nó có thể giúp Chelsea vô địch được Silverware là danh hiệu. Còn ở cái giai đoạn này này, đây là cái giai đoạn đầu tiên trong cái công cuộc tái xây dựng lại câu lạc bộ Chelsea ấy, thì tôi thấy Harry Maguire không phải là một lựa chọn tồi tệ. Tôi nói thẳng luôn, chả phải là vì ông hiếu đang cố dụ Chelsea mua <laughs> Maguire cái gì đâu nhá. Tôi nói một cách rất là thẳng thắn. MU ấy không sử dụng một ấy đơn giản ấy là MU ấy bây giờ là phải hướng tới cạnh tranh EPL, cạnh tranh Champions League hoặc đi sâu Champions League đúng không? MU mà ở một cái giai đoạn khác. Nhưng mà Chelsea ấy à, ở một cái giai đoạn rất rất khác. Chelsea giống như MU cách đây khoảng 2 3 năm và nói thẳng luôn ấy, 2 3 năm trước đây ấy là làm sao? 2 3 năm trước đây ấy là ông MU mua Harry Maguire. Cho nên là nó không phải là quá điên rồ khi mà chúng ta nhìn hiện tại cái tình hình của Chelsea hiện tại này và những cái lựa chọn mà Chelsea đang có trên thị trường ấy. Khéo Chelsea sẽ phải cân nhắc mua Harry Maguire đấy Tôi không đùa đâu Đã có một bài báo đến từ The Sun rồi không? Cái bài báo đến từ The Sun thì nó Nói chung là The Sun thì tham khảo thôi Nhưng mà tôi đọc xong tôi thấy Thật ra ấy Tôi sẽ không bất ngờ nếu như mà Chelsea hỏi mua Harry Maguire Và nếu như ấy Mà cái giá đấy là giá mềm nhé Chelsea không mua Maguire 80 triệu Chelsea sẽ mua Maguire khoảng 35 triệu Cộng 5 triệu phụ phí Tầm đấy Đúng không? Nếu như mà bạn vung 35 triệu để có được một trung vệ mà biết thi đấu cho một câu lạc bộ lớn, đá đều đặn ở giải EPL, đá trước đây đều đặn ở Champions League và một cách đều đặn biết đưa câu lạc bộ vào top 4 ấy. 35 triệu à, thực sự ấy, là quá tốt. Nói thẳng luôn. Bạn mua một trung vệ nào đấy ở một cái giải khác à, 35 triệu chưa chắc là trung vệ đấy có thể giúp bạn làm được cái điều đấy. Nhưng mà 35 triệu cộng với 5 triệu phụ phí ấy, cho ông Harry Maguire ở, để Harry Maguire làm được cái điều này giúp Chelsea này trong vòng 2 mùa giải tới. Ấy. Đối với tôi nhá. Đây ấy. Ôi chuẩn hoàn toàn chính xác luôn trung phạm ạ. À. Hoàn toàn chính xác luôn. Thêm một điểm cộng nữa của ông Harry Maguire ấy, là Harry Maguire rất ít khi chấn thương. Cực kỳ cực kỳ ít khi chấn thương. Cái này là một điểm cộng bạn vung 80 triệu cho Wesley Fofana làm cái gì? Khi mà ông Fofana bị ông chấn thương nhiều đến cái mức thế. Trong khi ấy bạn vung 35 triệu cộng với 5 triệu phụ phí cho Harry Maguire ấy, bạn có được cái sự phục vụ của Harry Maguire đều đạt cả một mùa giải, rất ít khi chấn thương. Gần như là không bao giờ anh Nguyễn bảo là không được đá thì lấy gì mà chấn thương. Anh Nguyễn hoàn toàn không hiểu một chút gì cả liên quan đến bóng đá. Anthony Marshall không đá nhiều vẫn bị chấn thương. Anthony Marshall tập luyện cũng bị chấn thương Cái này là tùy cơ địa của mỗi người Bạn tập luyện đôi lúc ấy Cường độ ấy nó ngang như những gì mà bạn thi đấu trên sân Bạn vẫn hoàn toàn có thể chấn thương được Ok Cho nên anh Nguyễn cần phải tìm hiểu hơn về cái lĩnh vực này Comment một câu mà thực sự là Hơi non Hơi non Ok Cho nên Harry Maguire ấy Tập luyện đều đặn với Man United ấy, Cả một mùa giải Rất ít khi chấn thương Đây là một điều cực kỳ cực kỳ quan trọng Trung Phạm bảo là Fofana vừa rồi cũng có đá đâu mà cũng rách ACL đấy thôi. Đúng, hoàn toàn chuẩn. Hoàn toàn chuẩn. Văn Hà bảo là giờ ngoài những Liverpool hay MC thì ai dám chê? Chắc là Arsenal nữa. Arsenal chê, well, Newcastle chắc cũng chê. Brighton chắc chê. Những cái câu lạc bộ mà đá có xu hướng gọi là tiên tiến hơn ấy thì chắc chắn là sẽ chê. Những câu lạc bộ ấy mà bây giờ đang ở giai đoạn mà đang phập phù hay là mới tái xây dựng lại ấy, hay là không phải là một câu lạc bộ cửa trên ấy thì nên cân nhắc Harry Maguire. Đấy thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với quan Harry Maguire nhé. Các bạn đừng nghĩ là cái điều này một điều với bà vẫn ở đây và đừng có mà gọi là hoang tưởng. Tôi không nghĩ là hoang tưởng một chút nào đâu. Tôi nghĩ là việc Harry Maguire đến Chelsea ấy, hoàn toàn là có thể, hoàn toàn là có thể và Chelsea mua mà vung ra 35 triệu cho khoảng hai mùa, hai mùa giải ấy. Tôi nói thẳng luôn nhé. Ai là fan Chelsea ở đây không? Cho tôi biết. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn này Bà rồi anh nhá Không lên hơn 200 lại like nhá Chuẩn bị nhận quảng cáo đấy nhá Trong khi mà tôi đang nói này Không trên 200 lại like, Chúng ta gần 700 bạn đang theo dõi live stream, Mà không trên 200 lại like, Rồi chuẩn bị nhận quảng cáo này Tôi nói thẳng luôn đấy là Chelsea vung ra khoảng 35 triệu Đúng không? 35 đến 40 triệu Cho Khaledu Koulibaly Vung ra từng lấy tiền cho Khaledu Koulibaly Và sau một mùa giải bán đi ngay lập tức Tôi nghĩ là Chelsea vung 35 triệu cộng 5 triệu phụ phí cho Harry Maguire ấy Nó còn giá trị hơn rất rất nhiều Khalidou Koulibaly Mang tiếng ấy là một trong những trung vệ số 1 của Syria Đến sau cuối cùng Nói thẳng luôn ấy là khá là flop Khá là flop Bán ngay lập tức mùa giải sau Ông Harry Maguire ấy Ông ấy đá ở EPL cả đời và nếu như mà bạn đem Harry Maguire đến ấy, Thì thực sự ấy Không phải là điều tồi tệ đâu Tôi xin nhắc lại Không hề tồi tệ một chút nào Nếu như mà bạn đã từng cân nhắc Khalidou Koulibaly về mức giá đấy Và bạn thấy kết quả là như thế nào rồi đấy Tôi có thể nói luôn với bạn ấy là Cái độ rủi ro Của Harry Maguire ấy Cái độ flop của Harry Maguire Tôi không thể nào nghĩ là nó thấp được như ok đây góc nhiều của tôi